Tất cả bà con, thì trong video này chúng ta trở lại cái vụ án của cô giáo Dung ở Nghệ An nha bà con. Thì trên cái kênh này tôi đã làm một số cái video rồi và hôm nay tôi tiếp tục thông tin liên quan đến vụ án này. Và ở đây là cái phát biểu của ông chánh án tòa án huyện đã xử cô giáo Dung 5 năm tù. Đấy. Thì tôi cho rằng đây là một cái phát biểu nó tào lao bí đao, nhưng mà thôi kệ, là chúng ta nghe ha, vừa nghe rồi là rồi vừa phân tích ha. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Rồi bây giờ tôi mượn cái tường thuật trong mỗi căn để mình nghe cái lời này, cái lời phát biểu của cái ông chánh án tòa án huyện này. Rồi xong rồi tôi phân tích. Đây, chờ Ngày 7 tháng 5, trao đổi với Vietnamnet, ông Lâm Quốc Tú, chánh án tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, cơ quan đã gửi báo cáo toàn bộ diễn biến xét xử vụ án Lê Thị Dung, nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, lên tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Trong báo cáo nói rõ việc hội đồng xét xử đã làm đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra có một số thông tin dư luận chưa hiểu rõ vụ án nên nhìn nhận khách quan. Chúng tôi gửi kèm đầy đủ nội dung bản án sơ thẩm, ông Tú thông tin. Theo ông Tú, nếu luật sư có tâm thì đã tư vấn cho gia đình nộp số tiền gần 45 triệu đồng để hưởng thêm một tình tiết giảm nhẹ trong vụ án. Luật sư không tuân thủ theo đúng quy định ở phiên tòa nên hội đồng xét xử đã mời ra ngoài phòng xử án. Gia đình bị cáo cứ nộp tiền gần 45 triệu đồng trong thời gian xét xử sơ thẩm. Phải khẳng định rằng, nộp số tiền này vì bị cáo buộc như vậy, và đây là số tiền tạm nộp. Nếu xác định có tội, đó là số tiền khắc phục hậu quả. Trường hợp tòa không xác định phạm tội thì sẽ trả lại số tiền đã nộp. Ông Tú nhìn nhận để có thêm tình tiết giảm nhẹ theo hình phạt khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Chánh án tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên khẳng định, việc nộp tiền khắc phục hậu quả không đồng nghĩa với việc bị cáo nhận tội. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ thứ hai để hội đồng xét xử xem xét tuyên án dưới khung hình phạt 5 năm tù. Trường hợp khung hình phạt dưới 3 năm tù trở xuống, có thể xem xét cho bị cáo hưởng án treo. Có những trường hợp ghê gớm hơn, còn xử để được hưởng án treo. Còn đây là trường hợp có nhân thân tốt, có nhiều thành tích trong công tác, cho nên có thêm một tình tiết giảm nhẹ nào nữa thì việc tuyên án vẫn nằm ở hình phạt 5 năm trở lên. Ông Tú cho biết, ông Tú nói thêm rằng nếu gia đình bị cáo nộp tiền là thêm một tình tiết để phiên tòa phúc thẩm có đủ điều kiện để xem xét giảm nhẹ hình phạt và cân nhắc cho có hưởng án treo hay không. Cùng ngày, ông Trần Ngọc Sơn, chánh án tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan đã nhận được báo cáo của tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên về phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung mà dư luận quan tâm. Đến nay, tòa án tỉnh vẫn chưa thụ lý hồ sơ nên chưa xác định được thời gian đưa ra xét xử cấp phúc thẩm. Đây, bây giờ tôi phân tích. Vấn đề ở đây không phải là giảm nhẹ, không phải là nộp tiền khắc phục hậu quả, mà ở đây người ta đang kêu oan. Chứ còn 45 triệu đó nộp thì nếu đúng người đúng tội thì người ta vẫn phải nộp. Nhưng mà ở đây là gì? Cô Dung cổ đã có lên những cái phương án chi trả, chi trả lương cho các cái cán bộ công nhân viên ở trong cái trung tâm giáo dục thường xuyên đó. Và cái này đã được bên phòng tài chính người ta chấp nhận. Và nó kéo dài nhiều năm liền, gần 10 năm liền. Chứ có phải đây là đâu có phải là tham ô, hối lộ cái gì đâu. Này công khai mà, công khai trong suốt nhiều năm liền. Và đã được duyệt, phê duyệt bởi cơ quan tài chính rồi là các cái bộ phận ban ngành khác ở chỗ cái huyện là Hưng Nguyên này. Và kéo dài hàng chục năm trời là như thế. Đến cuối cùng đùng đùng một phát là coi như là cái bà kế toán này, bà gửi đơn tố cáo. Đây, gửi đơn tố cáo rồi bắt đầu là công an khởi tố vụ án, rồi bắt tạm giam. Còn cái bà kế toán kia thì cũng bị xử nhưng mà được hưởng án treo 23 tháng, án treo. Đây. Thì ở đây vấn đề nó là thế nào? Có hay không có cái sự khuất tất ở đây? Cái bà kế toán kia, đây, kế toán trưởng đấy, cũng đã thống nhất chi một thời gian rất là dài. Vì là cô giáo Dung này là giám đốc trung tâm, còn bà kia là kế toán trưởng. Cả chục năm không thấy nói năng gì cả. Rồi đến lúc là gửi đơn tố cáo. Đấy, vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó. Cho nên cô giáo Dung này cổ không công nhận là mình phạm tội.
là bởi vì cái phương án chi trả là đã được duyệt. Đấy. Đã được duyệt. Mà theo quy định, bây giờ cái phương án chi trả này chỉ có chừng ấy cơ quan ABC duyệt thì người ta về người ta thực hiện thôi. À. Và người ta đã làm cái phương án và các cơ quan ban ngành người ta đã duyệt thì cứ như thế người ta chi trả. Như vậy thì sai chỗ nào? Nếu sai thì ngay cả cơ quan duyệt cũng phải chịu trách nhiệm. Mà chịu trách nhiệm đầu tiên là cơ quan duyệt chứ không phải là cái nơi chi sai này. À. Tuy nhiên theo cái phân tích của một cái ông cựu giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện thì ông cho rằng là hai khoản chi đó là đúng chứ không có sai. À, đúng. Mà thật sự ra tôi thì tôi cũng trong cái niềm tin của mình thì tôi cũng nghĩ rằng là nó đúng. Bởi vì mình không có cái hồ sơ ở trong tay. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đúng. Bởi vì có đúng thì các ban ngành ở địa phương hàng chục năm trời, mà đặc biệt là bên tài chính đó, nó rất là khó khăn. Mà nó là duyệt cái là kiểu đó. À, bên phòng tài chính huyện đó, người ta đã duyệt là như thế. Cho nên đùng đùng một phát một rồi là 10 năm sau, 9 năm sau. Cái bà kế toán kia, bà là gửi cái đơn tố cáo. Cái này ở các địa phương thì tôi thường xuyên thấy. À, nó hay xảy ra những câu chuyện là như thế này lắm. À, rồi bà kia là thoát án được hưởng là án treo. À, còn bây giờ cái ông chánh án này bảo rằng là tôi là nộp tiền để khắc phục hậu quả. Rồi cho hưởng án treo, cái ông định làm theo cái kiểu là coi như là cho cô này hưởng án treo để coi như là gì? À, thoát trách nhiệm hết. À, đóng cho một cái án treo thì là xong. Rồi, cho ra về một năm tạm giam. Thì là coi như là chẳng có ai chịu trách nhiệm gì cả. À, phát cho cái án treo thế là xong. Đâu có được. Treo cái gì? Một là có tội, hai là không có tội. Chứ không có treo rơ gì trên đó. Không có treo gì ở đây trên. À, xác định. Mà cái này ấy, tôi tin rằng là các cơ quan trung ương sẽ vào cuộc. Chứ không phải để là những cái trò ma mảnh là cái kiểu mà mập mờ là như thế này đấy. À, kiểu rất là mập mờ. Đấy. Rồi. Thì cái câu chuyện của cô giáo Dung là như thế. À, thì chúng ta chờ xem thử vài ngày tới nó như thế nào bà con nha. Chứ các cơ quan ban ngành ở trung ương người ta đã lên tiếng rồi đó. À, không có chuyện treo triết gì ở đây cả. Cái anh đừng có làm cái chuyện là lòng vòng lèo vèo là như thế. Có tội thì phán là có tội. À, theo hướng là bảo vệ cái quan điểm của tòa án. Nhưng mà các ông phải chứng minh. Còn nếu không có tội thì phải tuyên vô tội cho người ta. Và ông nào ra lệnh bắt tạm giam thì cái ông đó sẽ lãnh đủ thế thôi. Chứ không có cái chuyện mà gọi là khuyên người nhà bây giờ nộp 45 triệu vô đó rồi là để hưởng án treo rồi này kia kìa nọ. Không có treo tiếp gì đó. Có tội hay không có tội. Có tội thì 5 năm là cũng quách. Còn không có tội thì phải trắng án. Thế thôi. Đó rồi. Thưa bà con. Ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký. Và một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.